Anh luôn nói em chưa bao giờ động viên anh về công việc, luôn nhìn và đánh giá. Cái chữ mà anh ta nói luôn nhìn và đánh giá có nghĩa là anh ta cảm giác khó chịu khi bị em phán xét. Khi anh ta nói là em luôn nhìn rồi đánh giá. Yêu em chưa bao giờ là dễ, có nghĩa là anh ta bị tổn thương khi anh ta có tình cảm. Vui thì ít mà buồn và suy nghĩ thì nhiều, có nghĩa là dấu hiệu nữa xác nhận là sự tổn thương trong anh ta nhiều. Và anh ta nhận định là sự tổn thương đến từ phía em. Từ những cái anh ta vừa nói đó, em luôn nhìn rồi đánh giá nhưng không động viên, có nghĩa là thiếu sự công nhận khủng khiếp luôn. Tiếp tục nè. Mà buồn và suy nghĩ thì nhiều nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, nó chứng tỏ là cái tình cảm của anh ta cho em còn, nhưng mà nó pha nhiều sự tổn thương. Anh sẽ luôn say dù em có đạp. Khi một người đàn ông mà cái tình cảm còn thì họ nghĩ như vậy, nhưng mà thường đó là sự mệt mỏi đó. Nhưng mà sau một, tức là nó tới cái ngưỡng mà lúc đầu anh ta tình cảm nhiều ha, sự tổn thương ít, nhưng mà tới một lúc nào đó vậy thì anh ta sẽ nói là anh sẽ cố gắng, tới lúc nào vậy là xong luôn. Anh có thể phân tích cảm giác đằng sau những câu nói đó không? À, anh vừa phân tích luôn sẵn đây, nó là vậy. Tức là nó đem một cách rất là ràng là anh ta thiếu cái sự công nhận, anh ta không có được cảm giác là anh ta không có được cảm giác là mình được đủ đầy trong mối quan hệ này, mà ngược lại anh ta bị tổn thương khi anh ta đến mối quan hệ này. Nhưng mà lý do tại sao anh ta vẫn có tình, vẫn còn là vì cái sự rung động của anh ta có vẻ lớn, nó có vẻ như cái người đàn ông mà rung động với em mạnh nhưng mà sau đó bị tổn thương, ok. Thì em thấy không, anh ta tả đọc lại em thấy này nha. Anh luôn nói em chưa bao giờ động viên anh về công việc, luôn nhìn rồi đánh giá, tức là anh ta nói một cái cách nhẹ thôi á. Nếu mà anh ta nói rõ hơn theo cái hướng thường, người ta không có dám nói hết, tại vì khi nói hết nó đau lắm, người ta nói không nổi. Cho nên là anh luôn nói em chưa bao giờ động viên anh về công việc, có nghĩa là em chưa bao giờ khen cái một cái điều gì tốt đẹp về anh trong công việc. Luôn nhìn rồi đánh giá có nghĩa là em cứ chê anh hoài, đúng không? Yêu em chưa bao giờ là dễ, có nghĩa là lúc anh yêu em nhưng mà anh bị tổn thương hoài, anh không có được hạnh phúc đó. Vui thì ít mà buồn mà suy nghĩ thì nhiều, có nghĩa là anh luôn bị đau đớn đó. Em có đọc em sẽ thấy, em đọc em thấy cái cách em viết ra và cái cách anh ta nói ra nó chính là cái ẩn ở đằng sau một cái mức độ lớn hơn. Nhưng lúc nói người ta không có nói ra hết được ở cái mức độ đó, tại vì người ta sợ đó. Bao con người chúng ta luôn vậy đó, ta luôn có gì đó sợ hãi, ta không dám đưa được cái phần mềm nhất ra, chúng ta luôn giữ một cái độ cứng nhất định là chúng ta sợ đau. Ok, thì đó anh giải thích anh để cho anh thấy rõ hơn. Anh Tuấn ơi, em mà anh ấy yêu hơn 6 tháng thì quờ tờ giờ ảnh và vợ ảnh gây cãi rất nhiều rồi, thì em tả là cái mối quan hệ quen nó cũng sẽ tiêu luôn. Em thì đã ly dị chồng, anh rất chiều chuộng quan tâm đầu tư tiền bạc công sức cho em, anh hứa 1 năm sau sẽ ly dị vợ vì con anh còn quá nhỏ mới 4 tháng. Em nên tin anh hay rút lui vì anh luôn nói anh không còn yêu vợ, chỉ yêu em và còn cái nghĩa với chị ấy thôi. Em ơi, em chỉ vào một cái mối quan hệ như rất là nhiều cặp khác, tức là những cái trạng thái này, cái trạng thái xảy ra và nó cũng giống giống nhau, tức là người phụ nữ đã yêu người đàn ông vào một cái mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ, sau đó dẫn tới quan hệ tình dục, rồi cái người đó thì cái hôn nhân họ không tốt, rồi sau đó là cái người phụ nữ là cứ nghĩ mình là cái người anh ta yêu và anh ta vẫn nói cái kiểu đó, rồi sau đó lại cứ nghĩ là hy vọng là cái người này sau này bỏ vợ để cưới mình. Anh ta có bỏ vợ anh ta thì anh ta không hạnh phúc với em được, tại vì sao? Cảm giác với em hiện tại nó chỉ là cái cảm giác phiêu lưu lấp đầy này nọ, thích thú hứng thú, nhưng mà khi mà không còn nữa nha, tức là không còn cái phiêu lưu nữa thì tự nhiên cái cảm giác nó không còn nữa, anh ta thấy ở nó không phải là yêu, tự nhiên anh thấy không thích. Cho nên là rất nhiều các cô gái cặp kè với những người đàn ông đang có gia đình vào cái trạng thái yêu cái người đàn ông đó rồi và bị kẹt và bị đau. Cho nên bây giờ nè, em nói là em nên tin em ơi, anh ta nói thật nhưng anh ta không biết là anh ta không có yêu em, anh ta chỉ đang được lấp đầy bởi em thôi, cho nên tin có gì đâu tin ở đây. Và em hy vọng là anh ta nói là cái anh ta chỉ sống với chị kia có nghĩa thôi chứ không có yêu chị kia, tại vì em muốn tin rằng anh ta yêu em. Em ơi, nếu mà anh ta có ly dị bà vợ đó, anh giả sử thì anh ta cũng sẽ có người phụ nữ khác sau này. Đừng hy vọng là người ta không yêu vợ để rồi yêu mình. Đâu, anh ta yêu em hay không là do em. Rồi bây giờ nhìn vô phiên bản mình đi và cái cách mình hành xử đi. Làm sao yêu được? Cái này chỉ là một cái phiêu lưu thôi. Anh ta sẽ không đến với em được. Và có đến được thì em sẽ thấy là đoạn sau chết nữa, là em sẽ thấy là cái hình dáng của cái người vợ mà anh ta đang đang tụt cảm giác, hình như mình là cái đoạn sau giống vậy. Không có yêu được thì chuyện nó sẽ ra theo hướng đó, nó không có cái cách nào khác, không còn cái lộ trình nào khác. Tình cảm không xây được thì nó sẽ tụt, mà tụt thì nó sẽ như vậy thôi. Anh Tuấn ơi, cho em hỏi câu nữa. Cô ấy không có tình cảm, sao lại mong em thay đổi và nhiều tối ở lại nhà em vì sao anh?
anh không biết, anh không biết. Có thể cô ta cũng có cái tình cảm với em, nhưng mà cái tình cảm cô ta nó bị méo, hoặc là cô ta chưa có tình cảm với em, và cái việc ở lại nhà em đó nó không là một cái dấu hiệu của cái việc cô ta yêu em. Nó chỉ là cái hành xử của một người phụ nữ ngẫu nhiên thôi, và họ tự tin ở trong cái phần đó và họ ở lại thôi. Cho nên là em hỏi là không có tình cảm thì tại sao mong em thay đổi? Em thấy người không có tình cảm với em vẫn mong em thay đổi, em bước thử ra đường em hỏi thử coi, em thử coi xung quanh em bà con anh chị em con cái bạn bè thì nhiều người đều mong muốn áp đặt em thay đổi theo hướng ấy. Cho nên việc cô ta mong em thay đổi nó làm cái gì đó bình thường của một cái con người mà người ta không có được cái sự bình an, người ta có một mức độ mong muốn. Cho đó là cái việc người ta mong muốn em thay đổi nó không nói lên người ta yêu em. Ok, do đó nó không phải là dấu hiệu. Thứ hai là ở lại nhà em nó cũng không nói là cái người đó yêu em. Chỉ có nghĩa là cô ta tự tin khi ở nhà em, cô ta ở nhà em và cô ta cảm giác là nó vui với cô ta, nó không phải là cái dấu hiệu cô ta yêu em. Tuy nhiên theo em tả cái mối quan hệ của em lần này, em cho thấy, em cho anh thấy rõ hơn là nó có sự tổn thương, nó có nhiều sự tổn thương trong đó cho em. Còn ở phía cô ta là cô ta có thể như là một người phụ nữ áp đặt để được cái mình muốn, chứ không phải là có sức hút. Anh có cảm giác đó khi em đưa thêm cái dữ kiện, nó có vẻ như cô ta muốn có một cái gì đó nhưng mà lại áp đặt để có, chứ không phải là vì có sức hút lành mà có, tức là người ta hướng lành. Nó giống như là một người dạy con với cây roi, còn một người dạy con với sự động viên vậy đó. Thì một bên là có sức hút nó lành, còn một bên là áp đặt dùng cây roi, thì đương nhiên cái phần cây roi nó sẽ tạo sự tổn thương. Anh mượn cái hình ảnh dạy con đó anh đưa vào trong cái tương quan với em với cô ta. Ok, tiếp tục. Chào anh, chồng em ngoại tình mà không chịu nhận nhưng lại sống ly thân 5 tháng rồi, vậy là sao anh ạ? Giúp em. Cảm giác anh ta tụt với em mà anh ta không chịu nhận cái chuyện ngoại tình vậy thôi. Anh ta không chịu nhận là anh ta là người xấu và sai vậy thôi. Tức là cảm giác yêu của anh ta tụt cho em nha, dẫn tới việc anh ta ngoại tình, sống ly thân, có nghĩa là anh ta muốn được yên thân mà anh ta tụt, cảm giác anh ta không muốn dính tới cái hôn nhân, cho nên anh ta sống ly thân. Còn việc anh ta không chịu nhận là tại vì anh ta không muốn người ta nghĩ anh ta là người xấu, tại vì anh ta có thể anh sợ là nói là tôi ngoại tình là tôi xấu, anh ta không muốn, anh ta tránh điều đó thôi, có vậy thôi chứ có gì đâu, cái đó đơn giản mà. Cái đó ai cũng có thể nhìn thấy được. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.